Đây nè, anh nói anh rành về gia đình rồi rành về con nít đó. Đây nè, đúng đối tượng luôn rồi đó. Có gì đâu, để Bông nha. Để Bông là ở với bác Vượng là vui. Bông sẽ ở với bác 10 ngày cho bố mẹ đi công tác chuyện vặt. 10 ngày thôi nha con. Người ta nói chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu nè. Yên tâm, ở nhà đâu khắc có đó. Để Bông sẽ có 10 ngày tuyệt vời. Dạ. Cứ để bé Bông ở đây để xem rồi thằng cha này nó còn nói được gì tôi không. Rồi đó, cậu cứ chờ xem. Nào, bé Bông của bác ngủ ngon nha. Mấy hôm nữa mẹ về rồi, ngoan nhá. Good night. Con không chịu đâu. Ok, kìa, đêm hôm rồi sao không đi ngủ còn quấy gì nữa. Tại vì á, mỗi tối con phải nghe mẹ kể chuyện cổ tích con mới ngủ được. Không được, sách con nói làm vậy là cưng chiều nó. Nó sẽ trở nên yêu sách, muốn gì được đó. Nghe lại bác nhá. Bây giờ khuya rồi, việc của con là đi ngủ nhá. Muốn kể chuyện gì sáng mai thức dậy, muốn chuyện gì bác cũng kể, nghe chưa? Thôi con không chịu, con muốn bây giờ à. Nghe lời bác này, bây giờ là khuya rồi nhá, không có chuyện trò gì hết. Ngoan nào nhá, ngoan rồi ngay sáng mai bác sẽ có quà nhá. Ngủ ngoan nhá. Con không chịu đâu, con muốn nghe kể chuyện à. Bác đã nói rồi, bây giờ là khuya rồi nhá, phải đi ngủ. Con mà ở với ba mẹ con phải ngủ say rồi chứ không phải đến bây giờ còn thức để mà quấy đâu. Không, con chị con muốn nghe cái chuyện à. Thế bây giờ bác sẽ kể cho một câu chuyện, nhưng mà kể xong nhớ phải ngủ, nghe chưa? Dạ. Hứa đi. Dạ hứa. Rồi, bác sẽ kể cho con một câu chuyện tuyệt vời. Câu chuyện có tên là Những Người Khốn Khổ. Đây là một cuốn sách mà ngày xưa lúc bằng tuổi con bác rất thích. Đây là một tác phẩm kinh điển của một đại văn hài người Pháp. Con chỉ mới nghe chút xíu thôi mà con đã thấy không hiểu gì rồi. Bác kể chuyện khác đi bác. Có gì đâu mà không hiểu, người sẽ bằng tuổi con bác cũng hiểu mà. Đây là một câu chuyện rất hay, một tác phẩm vĩ đại. Cả nhân loại đều yêu thích câu chuyện trong này. Nhưng mà con không thích. Thế tóm lại bây giờ con thích gì? Dạ, con thích nghe chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Ôi già, hồi tưởng chuyện gì. Chuyện đấy á, không cần sách bác cũng kể được. Dạ. Rồi, câu chuyện cô bé Quàng Khăn Đỏ như sau. Ngày xưa, ở một ngôi làng, có cô bé Quàng Khăn Đỏ sống với mẹ. Một hôm, mẹ cô bé làm bánh, đưa cho cô bé một giỏ bánh để mang vào rừng cho bà nội. Hả? Không phải, là bà ngoại chứ không phải là bà nội. Thế bà nào mà chẳng là bà, đằng nào mà chẳng là bà. Nhưng mà phải kể đúng chuyện con mới ngủ được. Ôi, phiền toái quá. Thế bà ngoại. Cô bé mang bánh vào rừng cho bà ngoại. Đường đi qua khu rừng rất nguy hiểm vì trong rừng rất nhiều thú dữ. Có một con sói, nó đi theo cô bé để âm mưu ăn thịt cô bé. Nhưng nó đã nhầm. Cô bé Quàng Khăn Đỏ là một cô bé dũng cảm. Bằng sự mưu trí của mình, cô bé đã cùng với bác thợ săn bắt con sói mang về làng trị tội. Không phải, chuyện nó là như vậy nè. Là con chó sói hỏi đường cô bé Hoài Khăn Đỏ nhà bà ngoại, thì cô bé Hoài Khăn Đỏ mới chỉ. Rồi con chó sói ăn thịt bà ngoại. Xong rồi, con chó sói định ăn thịt cô bé Hoài Khăn Đỏ. Nhưng mà cô bé Hoài Khăn Đỏ rất may được gặp bảy chú lục. Ôi, may quá, cuối cùng nó cũng ngủ rồi. Ôi giời ơi, mới có ngày đầu tiên mà đã thế này thì 10 ngày chắc chết. Chưa có con đã khổ thế rồi, có con không biết còn những cái nông nỗi nào. Tôi ngủ ngoan nhá, cái bông của bác ngủ ngoan. Bác Vượng. Lại gì nữa? Con muốn nghe kể chuyện nữa. Ủa, con thuộc chuyện còn hơn cả bác. Mà con đòi bác kể chuyện làm gì nữa? Không, nhưng mà con muốn nghe kể chuyện. Ôi giời ơi, thế bây giờ muốn nghe chuyện gì? Dạ, con muốn nghe chuyện ba chú heo con. Ôi giời ơi, heo con. Thôi bây giờ, không có heo, gà, khỉ gì hết. Đi ngủ nhá. Chứ bây giờ con muốn bác mang cả cái sở thú về đây cho con à. Không chịu, mẹ
nguyên cái sở thú về, không lẽ mấy con thú dữ cắn con chết, vậy làm sao mà nghe chuyện nổi. Ôi dồi, chết mất thôi. Thế bây giờ chuyện ba chú heo con như thế nào? Bác chỉ biết mỗi chuyện ba bà đi bán lợn con thôi. Hôm qua mất ngủ hả Mr. Tuốt Tuần Tuột? Lại gì nữa? Ai mất ngủ? Liên quan gì đến cậu? Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy? Mệt thì mệt, tôi già cả rồi. À, chắc đêm qua không ngủ được hả? Đâu có, ngủ bình thường mà. Ủa, rồi bé Bông đâu? Chắc chưa ngủ dậy hả? Đây rồi. Bác trời, bác phụ, bác trời, bác phụ. Con kêu bác cụt tóc mà bác cụt tóc xấu quá cả. Trời ơi. Gái ơi, thông cảm cho bác Vượng đi con. Bác Vượng làm sao có kinh nghiệm về tóc hả con? Trời đất ơi, Bông Bông, ông qua đây với cô Linh coi. Trời đất ơi, thôi tóc tay qua đây, đâu qua đây. Đây, đây cô Linh nè, cột tóc lại cho con nha. Trời ơi, buộc tóc cái gì đâu mà nhìn mặt đứa nhỏ sơ sát cái thương luôn. Hồi nãy con kêu á, bác Vượng á, thắt bính á, hai bên cho con. Mà bác Vượng coi trên mạng, sao mà làm con gam như vậy nè. Không sao hết á, đây xíu nữa hả, à, cô Linh thắt bính xong cho con á hả, là Bông trở thành công chúa liền nha. Dạ. Nếu mà con nhờ bác Vượng thắt mà không ra bên nào hết á thì bác Vượng làm được. Chứ còn thắt bính hai bên bác Vượng đâu có biết. Cười gì? Cậu không từ một thủ đoạn nào để mỉa mai tôi. Cậu nhìn cái đầu cậu kìa, hơn được tôi bao nhiêu sợi tóc. Tôi có thể nuôi dạy một đứa trẻ thành tài, thành người, chứ tôi đâu có nói là tôi biết kết bím tóc đâu. Mà có khó gì kết bím tóc. Đây này, xong rồi đây. Ôi, phải chăm nó từ cái nhỏ nhất thì nó mới thành cái lớn nhất, hiểu không? Từ cái nhỏ nhất mình bỏ thì mới mốt không thể nào thành cái lớn nhất. Cậu biết tết bao nhiêu kiểu tóc mà cậu thách đố tôi? Tôi không biết tết bao nhiêu kiểu tóc, nhưng ít nhất là tôi biết cái chỗ nào tết tóc được. Chẳng hạn như qua nhà cô Linh, nhờ cô Linh tết giùm đó. Thôi, hai anh cho em xin đi. Tự nhiên đứng trước mặt nít rồi hai anh gây lộn vậy là sao? Ổng cứ sừng sừng lên hơn. Xong rồi, tóc đẹp rồi. Hey, dạ. Đâu có khó gì đâu. Dạ. Hôm qua ngủ được không con? Nhìn cái mặt là biết ngủ không được rồi phải không? Này, đừng có chưa gì mà đã gán cho con nít như thế nhá. Đêm qua bác kể chuyện cổ tích, con ngủ say tít thò lò đúng không? Không có đâu. Tối hôm qua bác Vượng kể chuyện gì mà sai biết à. Câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ của người ta là bà ngoại chứ không phải bà nội. Trời ơi, sao tự nhiên mà từ bà ngoại mà thành bà nội vậy? Nội hay ngoại thì cũng là bà, ảnh hưởng gì đâu, cũng bị con sói ăn thịt mà. Bậy, một câu chuyện phải kể cho đúng. Mấy đứa nhỏ nó như một tờ giấy trắng, mình phải kể cái chuyện nào cho nó đúng. Chẳng lẽ mai mốt nó lớn lên nó cứ nghĩ là mà bà nội của cô bé Hoàng Khăn Đỏ bị ăn thịt hả? Cậu làm như giỏi lắm ấy. Nhà cậu có bao nhiêu quyển chuyện cổ tích? Trời ơi, cả kho. Cả kho nha. Ủa nhưng mà cô ở nhà cô có chuyện cổ tích không vậy? Cô đưa cho bác Vượng đọc đi cô. Chứ không bác Vượng kể sai bác nữa là con thức sáng đêm luôn á. Trời ơi. Anh Tùng, nhà anh nhiều chuyện cổ tích lắm. Cho anh Vượng mượn mày kìa. Anh không có chuyện mượn đâu, anh thích chuyện về... thích đọc sách về tâm lý đồ của thiếu nhi đồ thôi. Còn mấy chuyện cổ tích thì thôi, anh đâu có cần. Thôi, cho mượn đi nha. Cho mượn đi. Tôi biết lỗi rồi, cho mượn đi. Tôi cho cậu uống free nha. Uống cái gì free? Cà phê. Đừng có mình tôi uống, tôi đi hai người mà, tôi với Linh đó. Thì cô Linh có công buộc tóc cho bé Bông free tiếp ly nữa. Rồi nhà tôi có mấy đứa con nữa, rồi cho mấy ly nước cam đem về nữa. Thế thì phải cho mượn 10 quyển. Thì được, cái tôi thì dễ à. Rồi bây giờ sẽ có sách của chú Tùng nhá. Bác Vượng sẽ kể cho bé Bông. Nội ra nội, ngoại ra ngoại, đỏ ra đỏ, sói ra sói nhá. À, con có cách rồi. Con sẽ không ở nhà bác Vượng nữa, mà con sẽ ở nhà ba Tùng. Ba Tùng cũng có cách này rồi. Ở đâu ở yên một chỗ đi con, đừng qua lại mệt lắm. Trời ơi.
Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên TikTok nhé.